lao động tại các cơ quan đảng, đoàn thể, nhà nước khi đại diện phải có giấy đi đường do thủ trưởng cơ quan đơn vị ký đóng dấu xác nhận và phải hạn chế tối đa các trường hợp này. Thủ trưởng các cơ quan đơn vị chịu trách nhiệm về nội dung xác nhận của mình. Về đối với các trường hợp khác, do các đơn vị cơ sở không biết việc triển khai thực hiện tiểu tổ thẩm quyền cấp và quy trình kiểm tra kiểm soát. Ba, những người tham gia thực hiện các công trình dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh nếu đã được tiêm đủ liều vaccine phòng COVID-19 có chứng nhận tiêm chủng trên sổ sức khỏe điện tử hoặc có giấy chứng nhận đủ liều của cơ sở tiêm chủng, trong đó nếu muốn tham gia các hoạt động
để đi chỗ cái lỗ đó vậy á. Ừ. Rồi cái quay cái gì vậy?